các bạn. À, hôm nay tụi mình sẽ tiếp tục cái series cắm trại với khách mời các bạn. Và tập này là tập 3. Và tập này mình mời được hai bạn khách mời. Đầu tiên bạn này giới thiệu. Mình là My. Nick này của mình là Jimmy. Thì hôm nay mình được tham gia chương trình của anh Lâm. Nói chung là bạn My với bạn, và nickname là Jimmy. Dạ đúng rồi. Jimmy hả? Chắc là phải hỏi bạn có tiếng Anh chứ sao chứ Jimmy không biết luôn. Tiếp theo bạn này thì tổng thống Vered. Hello mọi người, mình là tổng thống Vered, là một tài năng trẻ 30 tuổi đến từ Bình Dương. Thì mình rất vui khi được tham gia thử thách cùng team anh Lâm Vlog hôm nay. Thì mình sẽ cố gắng vượt qua hao sửa đó, đánh bại hao sửa trong thử thách hôm nay. Ghê rồi. Ủa, cắm trại cũng đánh bại hao sửa đó hả? Cắm trại mà cũng đòi đánh bại mình. Lỗi hào luôn rồi. Rồi vậy lỗi hào. Rồi phía bên đây thì chúng ta có bạn khách mời là Hào Sửa nha các bạn. Hào Vinamil. Rồi bên đây thì bạn này là khách mình là Đại đến từ nhà của mình. Còn mình là An đến từ Bình Dương. Rất vui khi được anh Lâm mời tham gia. Còn mình là Lâm đến từ Độc Lạ Bình Dương nha bạn. Và hôm nay mình sẽ làm clip là cắm trại khách mời phiên bản tập 3, chính là cắm trại heo số đo 3 vòng nha bạn. Cái này thì mình đã từng làm một clip rồi, nhưng mà bữa đó là không có cắm trại đấu giá nha bạn, mà chỉ là cắm trại bình thường thôi. Còn bây giờ thì sẽ là cắm trại đấu giá heo số đo 3 vòng luôn. Do mình mới mua được cái hước khá là xịn sò đó bạn. Đây. Đó, bây giờ mình kéo nó ra dài như vậy. Cái mình sẽ gắn nó vô trong đây vậy nè. Cái mình bấm nút nó sẽ rút luôn nè. Này coi ngón tay nhiêu. Ngón tay anh 11 xăng. Đó cả mồng. 10 điểm. Ok, nói chung là chỉ đơn giản là bây giờ là mình sẽ đo số đo 3 vòng. Ví dụ như là đo vòng ngực là 79. Đo ngay cái rốn là 70. Rồi đo mông thì 79 nữa. Thì chúng ta sẽ có 79 cộng 79 cộng 70 là 228. 228, và chúng ta sẽ lấy số cuối nha bạn. Số cuối là số 8. 8 nút. 8 triệu. Cứ cộng 3 cái là lấy số cuối. Còn nếu như mà được là 220 thì sẽ là 0 nút. Zero. Nai tiền luôn. Đơn giản vậy thôi. Chắc là mình đến từ ăn Bình Dương trước đi ha. Cho mấy bạn khách mời đỡ bỡ ngỡ nha bạn. Cảm ơn anh. Hồi lúc em có chơi một lần, em có nhớ số đo 3 vòng của em không? Nhớ chết liền. Và chúng ta đợi tế nhị một chút thì chúng ta sẽ đo luôn áo nha. Giơ tay lên em. Ngay ngực chưa? Rồi. Bấm nha. Dạ. Là ngay cái này nha các bạn nè, chuẩn bị bấm nè. Bao nhiêu? Ok rồi, khít vô, xí vô. Rồi. Chúng ta cứ lấy số giữa như vậy các bạn, 81 nha. 81. Rồi, dứt chưa? Rồi. 75 nha mọi người. 75. Rồi tiếp theo là mông hả? Lấy cho vui thôi, không cần chính xác nữa đâu các bạn ơi. Rồi chúng ta có số 86 nha bạn. Cộng lại. 242. 242. Em sẽ có ngay 2 nút 2 triệu để cắm trại đấu giá. Ai cười tôi. Chúc không sao một sao mà đừng có khóc. Ok, người ta 60 sao người ta không ná. Ok, 2 triệu là nhiều lắm. Dạ đúng rồi. Cắm trại đấu giá 2 triệu là nhiều cực kỳ rồi đó các bạn. Rồi tiếp theo là ai ta? Đại đến từ nhà của mình. Ok. Nè cười nè. Anh thích đo dứt trước được không? Được anh. À da, cắn cái củ từ từ á. Cái gì vậy? 112. Ủa mấy con? Ê, 112. 112 không gọi ơn. Số 2 rồi, thấy lỏ lỏ rồi. Ok, ngay đúng chưa? Rồi, không hấp bụng luôn nha. Không hấp bụng, hấp bụng làm chó nha. Uy tín không hấp bụng nha. Rồi, 107. 107 hả? 107 nha. Rồi. Ngay ngực nha. Rồi, ngay cái núm này hả? Rồi, ok nha. 99. 99, con số 99. Wow. 318. Xin cảm ơn. Hay là con là 8 triệu đúng không? Là nãy ăn là lấy 2 triệu rồi, tức là 8 triệu. Ôi mày coi, cái gì là nó giàu nhất không mày? Trời ơi. Ủa, đủ luôn. Đủ rồi, nãy rút 10 triệu ra, ăn lấy 2 triệu, em lấy đó thì còn 8 triệu của em. Tốt rồi. Trời, buồn quá. Bây giờ tới lượt tôi. Tốt rồi. Từ từ, căng chưa, nghe đích chưa? Căng chưa? Rồi, nghe đích rồi. Rồi, 95 nha mọi người. 85. Sao thấy nó bù bù ta? 88. Thấy bà mấy nút rồi? 8 chứ vô. Trời, 268. Đại miêu. Tụi cưng cái tôi. Cưng cái tôi. Bây giờ đi rồi.
Ai cười tôi chút không sao, một sao mà đừng có khóc. Oh my god, 28 sao mà tôi mất cân bằng game rồi. Toán rồi. Rồi tiếp theo là Vanessa, cố gắng đựng 8 sao cho em. Em chỉ có công là không được đâu á. À không, ông này ông bấm nháp rồi mấy bạn ơi. Không sao, ngực trước nha mấy bạn. Ok chưa? Ok này. Càng xuống cái nè. Rồi 32 70 91. Wow. Hay lỏ lỏ tới 243. 243 là được 3 triệu. Không sao. Ghê á, tính ra có vòng eo con kiến á. Em muộn không ta? À thôi, để đo xong rồi đưa tiền nha. Ok, 3 triệu nha, 3 triệu. Cái này thì mình có vợ rồi, không được rồi. Để tôi. Em tự đo được không? Dạ được. Không biết còn để tôi nữa. Lẹ lắm, lẹ lắm. Thường ngày em muốn cầm cái kia đi, đúng rồi, em cầm kia. Rồi Hào ơi, Hào ơi. 88, cứng luôn. Rồi. 74. 92. 254. 254. 254 là ủa là bằng phải rết hả? Không phải rết bằng. Ba à, vậy chúng ta sẽ có là vậy mình đứng nè, mình đứng nè, từ từ nè. Ok, và chúng ta sẽ có là 2 3 4 8 8. 8 nút không nghe khiên dị quá, chắc chỉnh lại quá. Ê cái gì? Ê, không có chuyện gì nha. Để em làm đối thủ của ổng đừng lo. Cương hết tiền của ổng. Đúng rồi, em câu kéo nha. Rồi. Ok, nói chung là mọi người đều đã có số sao, số tiền của mình tương ứng rồi nha các bạn. Bạn nào hết cái series cắm trại khách đấu giá với khách mời tụi mình kêu bạn like mạnh tay các bạn, càng nhiều lượt like tụi mình cố gắng ra tập 4 nhanh nhất. Và tình hình là kênh sắp đủ 10 triệu sub các bạn. Bạn nào chưa đăng ký kênh các bạn đăng ký mạnh tay nha. Sắp có clip ăn mừng 10 triệu sub các bạn ơi. Yeah. Yeah. Chắc kịch lao. Ê gì vậy anh em đâu rồi? Rồi tình hình là ai cũng có tiền các bạn nên tụi mình đến với vòng đấu giá liều nha. Cắm trại là phải ở trong liều. Và ở đây mình có một cây trồng phụ kiện của liều ra được che bạc đen nhưng mà nhìn khá là xịn sò của bò ha, rất là cao phải không? Thấy đầy đủ anh. Là biết là cái liều bự cỡ nào rồi đúng không? Đúng. Rồi ok, mọi người ra giá, giá khởi điểm là 5 xị. Chịu gửi. Cái gì à? Chịu gửi cho tôi. Giờ mình tính ra anh em mình bóp ổng cái lỏng mà. Khô máu á nha, tiệu gửi nè. Tiệu gửi là thứ nhất. 2 triệu. Không khô máu được. Sao mà khô máu được. Sao mi. Thôi ông đó ông tính ra ổng chơi. 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi luôn em. 2 triệu rưỡi. 3 con. 3 triệu. 3 triệu. Lên tiếng đi trời. Vedet. Lên em. Lên luôn em. 3 triệu 2. Ghê á, 3 triệu 2. Mà chịu gỡ. Rồi. Không chơi. Hào chơi không Hào? Hồi nãy giờ nó quên còn Hào. 3 triệu 6. Ủa? 3 triệu 6. À, mà giàu mà 800 ta. Mình nhiều tiền ha. Ừ. Mình lên lần 5 xị, 5 xị nhớ ngầu ha. À, 3 triệu 6. Rút kinh nghiệm rồi đừng cái vụ nữa. 3 triệu 9. Gớm trời. Đúng là đi. À, 3 triệu 9 ha. Thôi chắc là em nghĩ là nè cái tướng nó vậy á. Cái này cũng bự á. Thôi anh nhiều cho em á. Anh em không à. Đúng không? Là giờ em vừa chân đại hả? Đúng là rồi. 3 triệu 9 hả? Thương lắm. Rồi đưa 4 triệu em. Bo luôn được. Yeah, nè bo. Điểm lại nha anh trai. 1 ha. 2 ha. 3 ha. 4 ha. Rồi cảm ơn anh nha. Okay. Kéo qua cái coi nè ha. Wow. Nói chung là cục bự thì dĩ nhiên là liều bự các bạn. Một bộ chăn ra có niệm gì đó, rồi bàn, rồi niệm, rồi một cái liều. Liều này là liều hơi nha các bạn. Khá là xịn sò con bò luôn. Chỉ 4 triệu thôi mà được ngủ ngon là hơi chát á. Hơi chát không ta? Không sao. Nhưng mà tập này được cái là chút đây sẽ có mấy lính anh qua nó hỗ trợ em bơm liều lên. Chứ cái tập 2 trước là nhớ là không có người hỗ trợ đúng không? Rồi. Tập này có người hỗ trợ nha. Yes. Ok, món thứ hai. Vô cái bằng cao ơi. Nhìn là biết cái gì ơi. Một chiếc giường có một người nằm trên đây nè. Trời ơi, cực bực quá. Em đoán cái đó là cái gói và cái mền. Rồi, cái này là gì? À, cái đồ chùm cho mình đấu giá thôi. Cái này không là... ý là cái cục này là bự đây nè. Cái này là... Cái hòm. Phải. Cái này là cái ấy. What the hell? Cái giường. À, nói chung là spoil cho mọi người như vậy được rồi. Ok, những ai đã mua rồi không được mua nữa là đại. Ngồi luôn nha cô. Rồi, 4 người. Tiêu gửi. Tiêu gửi là thứ nhất. 2 triệu. 2 triệu rồi. 2 triệu là thứ nhất. 2 triệu gửi. Em lại em khoái cái băng cà lắm anh. 2 triệu gửi đúng không? 2 triệu gửi là thứ nhất. 2 triệu gửi là thứ hai. Bơm. 2 triệu gửi là 2 gửi. Cái gì anh thấy bèm.
2.6 thôi nhà nghèo lên nha, chốt kèo 2.5 đâu vậy đại, tiền tao trong bụng đại nào nữa em nghèo biết hậu lộn em buồn quá. Em bao nhiêu anh? 2.5 em. 1, 2, 3, 4, 5 anh kèo tính bò luôn á. Đúng người nhiều tiền cũng kém. Đúng rồi. Vậy ba nữa. Em nhìn này chắc không đất rồi. Thấy chưa? Dính cát luôn tốt luôn rồi. Trời ơi màu hồng mộng mơ đó. Rồi ok, chúng ta sẽ có một cái gói, một cái mền dính cát. À. Và bên trong đây chúng ta sẽ có một cái lều. 4.6 Lều. Lều mông cổ này thì không có đá nha em. Nhưng mà được cá ra ngủ trên giường. Tôi sẽ có một giấc ngủ ngon. Ok, chúng ta đến với món thứ 3. Và ba bạn này thì 2, 3, 4 xin mời. Em nhường Lady First 2 triệu. Ôi trời ơi, Lady First 2.5 triệu. 2.5 triệu. Ăn. Em có 2 triệu anh ơi. Không không, 2.6 triệu. 2.6 triệu. 2.8 triệu. Rồi, nhường bạn luôn. Em có nhường. Sao mọi người nay chi mạnh tay quá, chi lần tiểu không ạ? Cười quá, cười luôn. Quá tuyệt vời. Tiền nhiều quá không biết làm gì. Em tưởng đâu đây là lá mít không chứ. Tiền bao nhiêu lá mít chứ? 2 triệu, 2 triệu rưỡi, 2 triệu 8 không? Thôi. Em thấy cái gói này êm êm là em thấy thích rồi đó. Rồi ok. Rồi. À. Em có hay coi mấy clip cắm trại của anh không? Dạ có. Em biết liều nào? Dạ biết. Nó liều gì em? Không nhớ. Sao em vào đây là tên, không biết tên. Đây là một cái liều mà em có thể ngắm rất là nhiều sao luôn, em liều trong suốt. Hơi chát nha. Không. Chát nha. Cái liều này á ban đêm ngủ rất là ok. Với lại sinh tồn rất là tốt luôn. Nó tự tạo ra nướng nè. Ban đêm mình nằm mình ngắm sao nữa, ngủ rất là ngon. Em liều này mặc lắm đó, hình như anh nhớ anh mua hình như là 7-8 triệu diện cái á. Wow, lời đó. Không sao, để anh kêu mấy lính xếp cho em ha. Ủa? Không che không. Bây giờ là chúng ta đã đến với lại cái vòng chung kết rồi. Ở bên đây chúng ta sẽ có một cái căn lều cùi bắp, có một cái mền. Một phía bên đây chúng ta sẽ có một tấm bạc, một đống dây và một cái gối. Mọi người muốn trả cái nào trả? Em nói nghe nè, em nói anh nè. Em trả này 1 triệu chứ anh bo anh xin 500 nữa. Anh giấu giếm cái nói giá này chốt 1 triệu được rồi. Rồi 1 triệu rồi. Rồi em từ chối. Anh nhường cho ăn này tiêu gửi luôn hả? Cảm ơn. Này gặp cái thằng năm sợi lừ. Má, em không ngờ em gặp cái thằng liều. Lừ tan rồi. Trời ơi. Cho nó tan luôn. Mình giữ tiền. Năm xì. Năm xì. Chưa biết cười buồn thôi chứ sao giờ. Nói chung là giá liều min mát là 5 xị một cái nha bạn, cái nào cũng 5 xị đều hết. Và ăn nó trả phát lên tiêu gửi 8 triệu là em quất cái đó được rồi. Cái tổng hợp Vedet quất cái này 5 xị nữa rồi. Là hai bên đều đẹp đúng không? Nói chung là hơi ngáo giá. Không ngờ mình gặp thằng liều mấy bạn à. Sợ ok thật. Rồi ăn bị thằng liều cho chơi cái này tiêu gửi nè em. Cái này là tự dẫn luôn nha, không có cần người hỗ trợ. Còn tổng hợp Vedet là em thích chơi này hả? Dạ dạ. Cái này là tấm bạc là em phải tự làm liều á. Em lừ đây. Rồi ok. Lừ đây chơi. Rồi tình hình là lấy đi first nên hai bé vô đây giúp chị đẹp đây. Trời ơi, này phải giúp mình tên rồi. Ơi, em cũng cần những liều giùm mà. Em ăn cũng muốn cần những liều hả? Dạ. Đây 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 em. Không, cái này dễ lắm nè, nhìn nè. Liều tử bún mà đúng không? Quý quá, được anh làm những giùm nè. Cái đồ khác gì vậy? Ai cái liều như muốn bỏ rồi. Wow, 1.5 triệu. Tuyệt vời. Trời ơi, cứu tôi. Why minute later? Sau khoảng 10 phút thì mình với thằng Tú đã dựng xong cái liều cho chị này rồi. Rồi, mời chị vô phẩm thức. What the hell? Phẩm thức thôi. Chăn lại được. Mấy điểm? 9.5 điểm. Cái liều rồi. 9.5 điểm. Do cái khảm này nó hơi thấp. Hơi nhỏ nha mọi người. Không, nhưng mà vừa mọi người ơi, vừa ngủ được. Ok. Quá yên. Rồi tiếp theo là Hào nha. Tự xếp đi Hào. Mình qua mình dựng ở đây nè mấy bạn. Đây chú Bê Đặng. Cái hả? Chú Bê Đặng gì? Cái rồi chú Bê Đặng hả? hai cái lượt nắp ra luôn. Đó là. Rồi liều đây là thuộc dạng liều hơi các bạn. Chúng ta chỉ cần bơm 3 cây cột là nó tự động nó phù lên nha. Cố lên. Kéo lên nào.
Sau một hồi thì hai anh em nhà hầu đã làm cho mình được một căn nhà từ ơ. Thành thanh tuổi chừng cái. Vậy mọi người tham quan nhà của mình nha. Nhà mình đầu tiên đập vô mắt là một cái bàn tròn, cái hãm trắng như hãm hồng, cái niệm, trời ơi niệm gì mà mền mùng đi thôi, đi ngủ nha. Hello anh em, thì vừa sự trời giúp của anh giờ thì đây là cái lều của mình. Mình sẽ lót cái này đi. Sau khi gọi là mình sán cát, mình sán băng rồi là mặt băng ra thì bây giờ mình sẽ trải bạt nhá. Quá tuyệt vời luôn. Cái lều 500 ngàn nhưng mà giá trị vài triệu. Còn mình thì cũng đã hoàn thành được cái lều chua chát rồi nha. Lều này rất chi là ngon và chát nữa. Rồi mình sẽ nằm trải nghiệm thử. Mát tuyệt. Good. Ủa còn nội này sao tới giờ này chưa có liều nữa? Nhà thầu đâu em có thấy đâu anh. Không thấy nhà thầu đâu hết anh. Mình là đàn ông con trai ha. Thì mình phải biết tự lực cánh sinh ha. Đây, nãy giờ em gắp được cái cây nè. What the hell. Cây dày dưới. Đến quên. Đó được anh thương em. Nó nãy giờ em cắn xong rồi cái cây này nè. Bây giờ là mọi người tỉnh đi tắm rồi, em cố gắng em ngồi đây em xếp cho anh hả? Dạ ok, để em gán nha. Để anh thả thằng lính của anh, rồi anh Toàn vô đây biểu diễn giùm nó đi. Xong đây. Không xong gì kệ nha. Hả? Mày có làm mà được bói nha. Bói hả? Nghe chưa? Đây nè, cái cây đây nè. Không có thấy gì chừng á. Rồi chống thẳng lên đi, chống thẳng lên đi. Rồi đây. Từ. Rồi chống thẳng lên. Lên nha. Rồi lên. Rồi ok, mình nắm đây mình căng ra cái sau rồi. Đó, chống vô đi. Đó. Ok không? Rồi, liều đó. Rồi sao vậy em ơi, thôi đi. Trời ơi, nó xuống hình lông rồi. Anh ơi, chưa. Rồi sao một hồi thì tụi mình dẫn xong cái liều của Hào nha bạn. Tẩm thôi, tới giờ tẩm rồi. Anh ở nhà mà chờ mà phải đi ra mới đúng. Nhập quen. Đi. Rồi. Ngủ con nha. Rồi sau khi mọi người ai cũng có chỗ ở rồi xong hết. Và trời mát các bạn, mà đi biển thì chiều mát thì sao? Tắm biển. Còn đây sao? Giăng lưới. Đúng rồi, trải nghiệm giăng lưới bán ở ngoài biển như thế nào các bạn. Tại vì bữa thấy còn dư lưới bán, bữa clip cắm trại ngoài đồng nè. Nay giăng lưới thử nha. Ok, đi thôi. Ủa bé My cũng tắm nữa hả? Có anh ơi. Cái gì? Đây. Đây, còn gió các bạn ơi. Ăn cái hào. Ok, thả lưới với bạn, lần đầu chơi thử lưới bán ngoài biển nha. Đi ơi. Mình đi xíu nha. Đại thảo nha này. Từ từ thôi. Nước biển nó đánh vô. À, tình hình là lưới này hà là lưới sâu các bạn ơi. Lưới sâu cái nó bị ra biển bị sóng quấn cái nó chèm rồi. Nó gõ rối luôn các bạn ơi. Chèo đây chắc là sẽ dính cái liềm kìm không lò nha các bạn. Bây giờ thì tắm thôi. Tôi là cá đít. Còn tôi là gấu câu. Hey! Cái gì á? Làm gì vậy? Vô đây quay quá. Rồi sau 5 phút hướng dẫn thì quay đẹp tuyệt vời nha các bạn. Ok, mình sẽ ưa cho mọi người sẽ khó khăn. Nè, vô bờ luôn mọi người coi nè. Kéo lên em. Rồi sau 5 phút thì cái lưới mình đã có kết quả nha các bạn, mình thấy dính cá rồi nè. Nè các bạn coi, mình chở từ từ lên nè. Con gì? Lầm chiếc đường cá này rồi. Oh my god, chiếc đường cá giả. Chiếc đường cái lưỡi câu cá nè. Bả lại. Rồi. Bả
mới con cáo hả anh? Wow. Rồi tình hình là năm đứa tụi mình quyết định làm kèm đính thợ. Mỗi thằng đặt vô 50. Đúng rồi. Cho những đứa như mà ăn ít tiền có cơ hội đúng không? Wow. Vậy nếu ai bán kèm này được 100, 200, 250. Đúng. Bé Mỹ chơi không em? Em làm trọng tài. Trọng tài hả? Sao ok nha. Là năm đứa tụi anh chơi đúng không? Không. Xuống bỏ xuống nạn nè. Một người lấy ngơi lên rồi nha mọi người ơi. Vậy rồi. Vậy rồi mấy người rồi. Dạ chết rồi. Ai đọc khóc chơi chết luôn. Chắc hai người có cùng. Còn hai người có cùng. Chúc mừng, chúc mừng. Có tiền rồi, có tiền rồi. Hồi nãy thằng nào cái đầu nó đụng vô cái đầu em một cái đứt vậy? Mình lặn ở bên dưới á, mà mình bái vô cái đứt của thằng Đại mấy lần hả bạn? Mình đang lặn thằng nào cái đầu nó quất cái đầu em. Rồi tình hình là tới tối bạn ơi, nên chúng ta đến với buổi đấu giá ăn tối nha. Và lần đấu giá này mình sẽ đấu giá công khai nha mọi người, lấy món lên công khai nha. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ có ngay một trà sữa nè, lẩu tứ xuyên và miếng. Đây là combo lẩu tứ xuyên. Dính đó, dính đó. Còn lắm mọi người ơi. Ok. Và giá khởi điểm là 100k thôi. 200. Khoan anh ơi, mỗi người được mua mấy món anh? Mua muốn mua nhiều mua. Rồi 300. 500. Bỏ. Xấu gì? Sao xị? Bảy xị. Bảy xị. 1 triệu. 1 triệu. Ghê gì vậy? Lẩu tứ xiên có trà sữa hả? 1 triệu 1. Wow. Lên 1.5 triệu đi. Thôi nó thầm á anh. Còn 1 triệu 1 lớn nhất. 1 triệu 1 năm triệu. Ghét. Trả một lần 100, một cái đống chục. Rồi, chịu, chịu 2. Chịu 3. Chịu gửi. Chịu gửi. Em không nhà giàu đó cho em. Chịu 6. Thôi bỏ. Lên 2 triệu là lên liền á. 3 triệu là lên liền. Rồi, triệu 6 được rồi. Được. Hào. Quá giàu. Chốt kèo. Triệu 6 là hơi chết á. Ủa tiền đâu? Tiền đâu? Tiền đâu? Ai mà không có tiền mà đấu giá mang đấu giá láo là bị phạt nha. Mắc quyền thi đấu. Triệu gửi. Triệu 6 rồi. Tiền trao cháu Mút. Đem hàng về em cái này để dưới đất thoải mái. Chút lột ra mà không sao đâu. Rồi. Ok. Ok, chúng ta đến với món thứ hai. Món này cũng khá là ngon luôn nha. Lon cu ca. Bò Mỹ có xương. Ba chỉ bò Mỹ. Đưa tặng kèm một trái lời. Và giá điểm là 5 sợi. 5 sợi. Quá là ổn đấy. Bỏ qua. Em nghe tao 7 sợi. Bỏ qua luôn. 8 sợi. 8 sợi. 1 triệu. 1 triệu luôn vậy đại. Ôi lộn, đại 1 triệu. 1 triệu thôi. 1 triệu 2. Triệu 2. Triệu 2 bỏ. Trời ơi. Về đến báo triệu 2 kìa, có ai trả hơn không? Hào. Chung là cũng tình cảm anh em thấy ốm thôi chịu 3. Chịu 4 không được. Chịu 4 chịu gửi. Ôi bạn chơi vậy là dễ bị cắt quyền thi đấu nha. Đúng rồi, đúng không? Dạ. Không có, không có. Chưa, nó chưa bỏ mà. Chỉ là đem suy nghĩ thôi. Chưa chốt. 1 chiều 2. Chiều 2. Chiều 2 bỏ. Chiều gửi lần nhất. Chiều gửi lần 2. Chốt kèo. Rồi combo 2 miếng thịt bò. 1 trái lai được về đại với giá 1 triệu gửi. Quá ngon, quá hười. Rồi đi xuống luôn em. Quá đã luôn. Vô cái mà sao mặt nó xinh sượng. Chúng ta đến với combo thứ 3 là một lon Coca Cola Nhật. Miếng nè, lẩu tứ xuyên thịt ba chỉ nha. Và giá điểm là 3 xị thôi. 500. 5 xị. 6. 6 xị. 7. 7. 8. À sao bôi cho mọi người là món này là món xịn. Món cái tí nó bắt đầu là cùi lại đó. 900. 900. 1 tỷ. 1 tỷ là 1 tỷ nữa đó mà. 1 triệu. Anh 1 triệu 2. Anh đúng rồi.
An ơi. Dạ có em đây. Có tiếng nói không em? Không rồi, lần này em không có tiếng nói chung mà anh ơi. Tiểu hai hả? Thôi nhường cho các hạ. Tiểu hai lớn nhất. Tiểu hai lớn thứ hai. Mi. Không anh ơi, em còn có tiểu hai. Tiểu gửi. Để lên. Chớp kèo của Hào, tiểu hai. Trời ơi, Hào mang tục úi, nó có rồi, nó còn đấu giá nữa. Ờ, rồi còn đấu giá cho nhiều nữa, ăn không hết. Thật sự là món này là mình đấu giá mình tặng cho bạn á. Ghi điện, ghi điện nha. Trời ơi, tặng trời ơi. Mấy bạn biết gì không, mấy bạn biết gì không? Tôi đau quá man. Dạy gai. Dạy gai. Sao anh nói vậy? Buồn. Đó là một sự hy sinh. Một loại nước rất là lạ luôn. Nước cherry bơ combo bò sốt tiêu đen với lại khoai tây, cái này là gọi là bistec đúng không? Đúng rồi, bistec, bistec bơ ha, để xào phải không? Rồi giai điểm món này cho ăn có tiếng nói hai sĩ ăn. Dạ ba sĩ thôi, bên đây năm sĩ em ơi. Thế nãy dành như anh em ghẻ lạnh nó ngồi xa qua bên đây anh không sao đâu, những món cuối cùng thì mình sẽ mua được. Tám sĩ, tám sĩ, tám sĩ lớn nhất. Hào thôi anh, nó hơi ốm anh này bạn. Nữa lại câu này nữa, hơi ủm mà không như gần mình. Rồi chốt kèo 8 xì hụt về Meret nha bạn. Dạ đây. Đây thôi 2 xì. Chúng ta chỉ còn có 4 phần ăn cuối cùng nha. Món tiếp theo chúng ta sẽ có là một nước sâm đỏ gì nè bạn. Súng xính nè. Và một trái táo. Một xì. Một xì ăn ơi. Trời ơi có một xì mà mọi người nhìn em à. 200. Cái gì một xì tao không xì được rồi. 200 chứ hả? 200 luôn. À ăn sọp. 5 xì. Ăn. Bỏ qua. Hào. Mi. 7 xì, 7 xì, 7 xì. 8 xì. 8 xì. Đại. Hãy hạ cho tôi. Cái lẩu em bỏ vô con á. Thôi, ở đây anh. Ở hai đó nướng, hai đó nướng. Cái gì mà hãy thay cho tôi, nướng xúc xích luôn. 8 xì lẫn nhất. 8 xì lẫn ai. Cá lăn hào, hào, cá lăn, cá lăn. Hết lần nổi anh ơi, hết lần. Bỏ hãy thay cho tôi. Rồi, chốt kèo 8 xì. Một về Ferret. Ồ, vậy là em cái món đó mà em bỏ thêm cái này vô em nướng luôn. Xào chung luôn á em. Dạ, dạ. Còn 3 món cuối cùng nha. Rồi. Ok, chúng ta đến món tiếp theo là một chai nước Cruiser gì đó. Nước này là nồng độ cồn khá là hấp, như 4-5 độ gì đó. Uống nó ngọt ngọt, ngon ngon, màu xanh. Quả chai tương tự vậy, màu hồng. Khô bò. Ai cũng có quyền được đấu giá. 50. 100. 200. 300. 500. 500 là gì? Mời thầy tôi nhường cho các hạ cặp đôi yên ương. Ê gì á, các hạ đừng có nói như vậy, mình thích 500 lắm. 500 của Hào lớn nhất. 700. 700. Ngon. Hình như nãy còn 800 mà đấu giá 700 là sao ba? Vậy ai mà đấu giá không đúng là sẽ bị tước quyền thi đấu, em lo vậy. Còn 800 đấu giá 700 hả? À. Vì sự nghiệp Quyền ương. Quyền ương gì của ông đại á. Nhường. Là sao nữa? Là 7 xì. 7 xì lớn nhất. Thôi cho ông đi anh ơi. 7 xì lớn ai? Chốt dạ. Kèo. Rồi chai này uống đây. Hai cái chai này vô là ngủ một giấc tới sáng luôn á em. Còn hũ bò nhắm rượu nữa. Ok, chúng ta đến với món văn giả. Một chai nước chuối, hai củ khoai lang, hai trái bắp, một trái bắp hồng với lại một trái bắp vàng. 100. Khoai lang giò ho không? 100 ăn. Ủa không ai đấu giá hết, còn hỏi có mình em hả? Chứ em chưa có gì ăn. 200. 200. Anh ăn 250. 300. 300 thì thôi nhượng. 400. 400. 450 ăn. Nhưng mà có cái khoai lang với bắp nào mà giá chét dữ vậy? 500. 500. 600. Bị cái lẩu em thiếu bắp hay sao anh ơi? Thiếu bắp rồi. Chơi luôn. 600 lợi nhất. Lỡ rồi đi luôn. Do luôn. 700. 700. Yeah. Con này của tôi. 800. 800 thì bỏ, anh sắp hết tiền rồi. Vậy gái thì ngon rồi, vậy gái thì ngon. Thân 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 thân. Thân một ống xài hai người. Thân 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 thân. Rồi em mời em. Nó gặp hết tiền rồi đó. Nói chứ là đây, cho thằng cốp tới. Trời ơi. Trời ơi. Rồi sữa bắp. Hai trái bắp thì để tôi. Rồi để làm cái gì vậy? Tính ra hai trái bắp 800 ngàn chét chứ ta. Thằng Đại nó hết thương em. Càng nói cái ta lộ ra cái khô mà. Lúc ta trả giá 300 không bỏ đâu, tự nhiên mua chi rồi lên 800 mà giờ cho vậy. Ừ, tự nhiên thèm bắp nè. Rồi, chúng ta đến với món cuối cùng. Ủa còn hả? À, món này cuối rồi. Cua đào đứng đầu. Bánh bao. Sầu riêng. Wow. Và một trái lơi, đây là combo ăn tráng miệng nha. Wow.
Wow. À, một trái dưa lưới. Rồi combo này thì 50 ngàn là phải là câu hỏi trả giá được rồi mọi người. Tốt rồi. Vậy nãy là cái combo này mình mua là tốt rồi các bạn ơi. 100. 150. Combo này chỉ là combo tét miệng thôi. Ví dụ như ai hay xin mua ra rồi chia cho mọi người một cái hộp sầu riêng nè. Okay, okay. Năm sợi. Năm sợi, em là triệu người xin 600. Đúng không? 600. Wow. 700. 700. 750. 750. Tươi đi em. 800. Tươi đi. Mình phải trả được đi. Chơi luôn. Chơi luôn. Ai lúc nào tới chia đó. Ai ơi, em nhiều tiền. Từ cái giây phút nó mua khoai lang này là nó gia nhập vào nền văn minh trái xã hội chung với em rồi. Khoai lang vô. Chơi luôn. 800. 800 trước chơi, cứ chơi tới luôn. 500. 1 triệu. Chơi luôn. Thiệt, giờ chơi không bỏ. Chơi bỏ. 1 triệu đồ vậy này. Wow. Tôi thấy ngáo giá. Trời ơi, tiền mà nó nhiều cả. Đủ anh. Rồi ok, bây giờ nhập tiền nha bạn. Biểu diễn đồ ăn nha. Nước thì miễn phí nha. Nói chung là bạn My ăn lẩu. Hào ăn lẩu luôn hả? Dạ đúng rồi anh ơi. Trời rồi, tên luôn em. Xin thương em quá vợ. Em muốn quen. Nên chú anh kéo mà. À, thì ra là như vậy. Biểu diễn lên luôn. Trời ơi. Có nói kìa. Bỏ nước có đâu anh. Tại của em tới khúc này nè. Chứ nó lia ra cái chuỗi mấy cộng lông của em rồi. Đi nước vô cậu nó đèn hùi cái nồi luôn đó. Chạy lên nhé. Ừ nó cháy cái nồi á. Rồi thêm một đứa nấu lẩu đứa là bé Hào nha. Gọi nhiều nước vô vậy. Rồi anh ơi. Nó cháy quá trời đây nè. Nó chuỗi mấy cộng lông của em hàng gì nghe khét khét. Hả? Quách từ heo. Ủa? Nhìn trọng nó ngon chưa hả? Trọng nó có bình sốt nó đại cầm giùm anh nè. Đổ đi vô đây cái đi, đổ vô đây cái đi, đổ đây đi. Cái sốt nó chấm. Chết sơ. Đây. Rồi, nó một màn biểu diễn. Đó. Cái này là nó cái ướp thịt sẵn luôn rồi. Wow. Hấp dẫn quá ta. Hấp dẫn quá. Gớt cục thịt, gớt cục thịt. Mày thấy lẩu nồi ngon không? Hấp dẫn đó. Wow. Cái gì vậy? Nhìn người ta thích kìa. Cái lẩu quá. Nó ngon á. Là nhờ vào ai kia mua giùm. Nó là tiếp thai. Còn từ nay hay gọi đó là lẩu bò tình yêu. Cái gì đó vậy trời. Hãy tha cho tôi đi. Sao em đâu mà sao mày đúng không? Em còn gì đâu? Dạ em còn cái miếng này với cái chai hả anh ơi. À vậy miếng để chút nữa sôi bỏ vô. Vậy là hai đứa xong rồi đúng không? Dạ. Đúng là đâu nguyên. Ok. Đại với cái đại. Em ăn gì đại? Em ăn sườn bò có xương. Yeah. Em cầm nó nha. Em cầm nó nha. Này sốt chấm nè. Còn này là sốt ướp nè. Chế sốt ướp vô nè. Đã quá chưa? Đó. Ôi. Làm gì đây? Chứ nướng mới là thấy thơm rồi. Ngon quá. Đó, rồi để lên tướng luôn. Vừa tẩm ướp vào. Rồi để lên xèo nè. Lẩm xị. Rồi để xèo mới ghét kìa. Từ từ anh. Để chiếm địa bàn hay gì á, chiếm địa bàn cái này. Thôi kẹo quá. Rồi hai miệng chứ, tao hai miệng chứ. Ủa còn ba chỉ nữa hả? Nướng từ từ thôi. Còn bánh bao nữa, còn bắp nữa. Rồi này tính làm vô đầu nướng hay gì á. Ê bắp của em á nha. Ủa? Vô là người ta á. Dạ mà nó cũng mừng đó. Anh lộn lộn. Rồi tiếp theo. À, mình cũng may mắn được Hào cho có lòng Bồ Tát cho mình hai củ khoai lang và một sữa chuối. Và đây mình xin là... tại sao mình xin nướng trước là như thế này. Khoai lang mình dễ lắm các bạn. Từ từ để mình lấy cái dĩa nướng ra cái mình dục vô vậy. Rồi đó, rồi làm tiếp đi. Ủa em chỉ có khoai lang thôi hả? Dạ tối ăn có khoai lang không à. Anh thấy em có tiền mà. Có tiền nhưng mà giá cắt cổ không mà giá mình nó trên là cái số tiền của em không thể nào trả giá được luôn anh. Em mua cái liều mua tiệm ngược. Không ngờ gặp thằng liều. Món của mình đó chính là bít tết. Bít tết. Yeah. Rồi bây giờ mình sẽ cho miếng bơ. Bao nhiêu đi cắm trại không em? Dạ có. Có đi cắm trại hả? Dạ em xem rồi chị. Cắm trại online đúng không? Đúng rồi. Rồi em xem rồi chị. Kênh anh Lâm Vlog gì đó em cũng. Anh hỏi đi cắm trại em này cắm trại online. Cắm trại online đúng không? Rồi để nó tự chạy xuống hết. Đó rồi. Rồi chính đây nè em. Không phỏng đâu, không phỏng đâu. Cầm hai tay nha em. Trời ơi được anh Lâm phục vụ tận tình luôn kìa. Đâu vậy? Ủa, cái này chị chưa? Chị rồi bộ mà bộ. Mà. Để đây cũng được nè, để đây nè. Đó. Rồi rắc rắc sốt lên nè. Cho một tí nước sốt gia truyền. Nhiều quá thì nó mặn. Wow. Rồi nè bằng tay luôn mới ngon nha. Con mắt ai ăn kìa. Ồ, cắn một cái mình đi nguyên đường kìa. Rồi bỏ xương đắng luôn sao không? Sao? Sao? Gì vậy? Cay. Có đậu ngon. Ngon. Là làm thêm miếng bánh bao và làm nướng nữa nè. Làm miếng bao làm nướng nữa nè. Nướng vừa giòn luôn á. Đúng rồi, vừa chín tới luôn em, 50%. Ừ, là nóng. Cứ con gà này của ai?
Của em. Có cần chậm nuôi cà sốt. Đó, 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 đó. Mày ghét gì chưa? Bú. Sao phục vụ tận tình quá vậy anh? Không, anh mè cái trái sầu riêng. Trái sầu riêng của ai ạ? Của em á. Vậy anh thua giùm em á. Thì ra là nãy giờ cái đồ là tao biết đúng không? Đúng rồi. Ước gì có thằng nào banh phụ sức mạnh tràn về. À thôi có rồi, có rồi, được rồi. Tiếc nhưng mà tay em dơ rồi. Ba đây nhảy không được. Ờ ai có phụ là có ăn. Trời ơi. Hú lấp được ăn, được ăn, được ăn. Em tưởng cái này là buffet chứ. Hú hả? Đau. Tụi quá. Đau quá. Ok, sôi rồi thì mình sẽ bỏ vô nha. Wow. Rồi tình hình là đại ăn xong luôn rồi và đâu bốn bạn chưa ăn xong nữa. Ăn quá chậm. Nè, dịch này ăn xong bây giờ ăn tới cả tét miệng nữa rồi. Hay lắm. Không sao. Ghê nội công thâm hậu vậy. Đây. Wow. Dưa lưới hồng. Trời ơi, nó ngọt kìa. Khoai lang của mình nó cũng đã chín rồi nè. Lại gà. Rồi, anh biết là tụi em không có để ăn không anh? Trời ơi. Làm. Anh em đâu thấy canh này. Khoai tím, Hào cho mình khoai tím nè. Cảm ơn Hào vào buổi tối nha. Yeah. Giờ Hào mà ăn mới có buổi tối để ăn á. Yeah. Tốt. Đấy, bắt tay. Thôi được rồi, tình nghĩa anh em vậy là sâu đậm lắm rồi. Được rồi, sâu đậm. Trời ơi, mình ăn khoai tím này vào cái mình cảm thấy nhớ thằng Hào nhiều hơn các bạn. Ủa khoai lang trộn với lê sữa chuối nó có gà gì không ta? Để em thử luôn. Thêm sữa chuối nữa. Em sợ giờ không gà thì tối nó gà nữa. Cái sữa này nghe giống như sữa bò mà nó có hương vị của chuối bạn. Cũng ổn á. Anh ơi, em thông báo với mọi người thông tin là với cái tình nghĩa anh em thì bé ghét nó chia là em hai chi cụ anh ơi. Cụ ngoài nè. Wow. Nằm ngoài này là phim chợ đen. Phim chợ đen bán mấy đen mền. Ừ. Đó cho nó có tình nghĩa đúng không? Hai chai nữa. Trời ơi nhìn biết Tết là biết. Tết hồng. Thật là bất ngờ. Nãy giờ em để nó kế bếp nóng quá. Sôi. Thật là bất ngờ. Cảm ơn anh. Sao dữ vậy ta? Mày rồi dữ à. Nhìn biết Tết nó ngon kìa. Trời gắn ngay phần mỡ đó, trời nó bé. Wow. Nó bị dẫu mọi người. Mấy điểm, mấy điểm, mấy điểm. 11 điểm, nhớ nhá, điểm 10. Quá đổi rồi. Kiếm biết chắc thật nha. Con nó ngon, chở nó ngon. Ngon mà. Ngon. Đô. Tuyệt vời á. Rồi, mời mọi người nha. Ôi, quá tày. Cầm bay. Quá tày luôn. Nến. Quá đã. Dở ra luôn ơi, chính rồi, dở rồi, vớt. Đó, hai bé cùng ăn luôn nè. Tú mà dẹp quá. Có cái nào mà khui cái đe chai này giùm em không anh? Có chứ, đây 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 anh. Trời ơi sao? Quá cay. À cái này thường là dĩ nó làm nhưng mà giờ không có dĩ để anh. Trời ơi. Thôi anh ơi thương em. Không. Nó bị để gạt đống lửa. Nóng. What the hell? Đống lửa. Mời nè. Tình nghe anh em phải có đau buồn á. Đây nói chứ mình thương anh mình lắm các bạn. Miếng được, miếng được. Quá ngon. Đây. Thôi ăn cái tàu hũ. Cái gì vậy? Miếng, miếng, miếng. Miếng hả? Ồ nó nóng quá nó có chảy không ta? Không không, giải đây không. Nó chi rồi. Rồi. Rồi cảm ơn em nha. Rồi nói nữa. Rồi mời mời cả nhà. Mời cả nhà. Mời. Mời. Ok. Thật khéo quá. Anh nè. Theo tôi. Ok. Cay. Đúng rồi, tứ xuyên các bạn. Cay he. Ăn một cái mà cái vị cay nó xuyên từ ở trên đây xuyên xuống. À, tứ xuyên gọi là ăn là nó bị xuyên á hả? Xuyên đây anh, xuyên đây nè. Đây nè, tiếp tiếp xuống đây. Uống nước, uống nước. Cạn cạn ly, cạn ly mọi người. Ai có nước cạn, có không? Đây. Cạn. Ừ, cái nước ngừng đó. Vô vô. Vô nè, ai có thì cạn nha. Nào. Nè. Yeah! Xong hỷ, xong hỷ. Một ngày. Hào, hào, hào. Chúc mừng. Trời ơi.
chăm nó hạnh phúc. Anh Long làm gì chết rồi. Trời ơi, đã. Ủa anh ơi, chai trà sữa của em mà. Ăn. Có. Ai đó làm gì? Ủa, chăm năm hạnh phúc. Cái gì vậy? Đại. Đại, theo bên đời em. Cái gì vậy? Đây nè. Mình nãy giờ là người ta câu, mình thấy bên đây nó câu quá nè. Nó câu lại. Cái đó là lũ dao bôi, câu gì ba. Đó là dao bôi hả? Nè, mình câu. Thôi, được rồi. Vô. Ê, Hồng ơi. Tôi đi cắm trại chứ không phải tôi đi coi lễ tình nhân đâu không? Sao bạn ăn món này xong mày thấy sao? Tôi thấy là ngon nhưng mà hơi mặn. Ừ. Hơi mặn hả? Vậy là nãy biết vậy mình chế thêm tí nước rồi. Nó trộn thêm nó tí tăng lên đúng không? Hôm nè, không ấy bạn thử một miếng bên mình nó mặn không? Ok. Đó, nè bạn ăn thử miếng hơi mặn không nha. Trời ơi, anh cứ tôi. Rồi tình hình là mọi người ăn uống no nên các bạn, đám ekip của mình nó cũng ké được mớ khá là no rồi. Nên mình rủ vô đây là một kèo kỷ niệm ma sói tập 2. Và nếu như nhiều bạn thích thì có thể là mình sẽ có tập 3. Nên hôm nay mình sẽ làm thêm cái ma sói kèm cấp trại và kèm tí ma sói nha bạn. Hiểu không đầu tư, cứ anh em tụ họp là chơi phát. Và có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 người chơi, mình quản trò nha. Thì chúng ta sẽ có hai con sói. Nhiệm vụ của con sói là cứ ban đêm được chọn một người cắn. Hai con sói nhưng chỉ được cắn một người. Tiếp theo là trại thứ ba là bảo vệ. Bảo vệ thì ví dụ như Tú làm bảo vệ thì nó cứ mỗi đêm á, nó được phép bảo vệ ai cũng được hết, hoặc bảo vệ bản thân luôn cũng được. Nhưng mà không được bảo vệ cùng một lúc. Tức là ví dụ như đêm đầu tiên bảo vệ hàng đại rồi thì đêm thứ hai không được bảo vệ hàng đại, thôi được giờ đừng ăn gì đó các kiểu, không được bảo vệ trùng. Tiếp theo là tiên tri. Tiên tri thì cứ mỗi tối thì chúng ta sẽ được soi. Ví dụ như Tú là tiên tri nó chỉ Hào, nếu như Hào là sói thì sẽ like, còn nếu như Hào không phải là sói thì sẽ dislike. Vậy thôi. Tại mình thấy có nhiều bạn không hiểu luật chơi ma sói nên clip này mình sẽ hướng dẫn luôn để mình làm phần 3 cho dễ hiểu nha các bạn. Ok. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có nông dân. Nông dân thì ngủ cả đêm. Tiếp theo già làng. Già làng thì cũng ngủ cả đêm, nhưng mà già làng được cái là có sói cắn hai lần mới chết, và khi bỏ phiếu thì sẽ bỏ được hai lá. Và cha cuối cùng là hợ săn nha bạn. Có rất là nhiều cái biến thể của ma sói, có những cái ma sói rất là bá đạo rồi hợ săn cứ muốn bắn ai bắn ban đêm rồi hết ghét ăn bắt cái mặt trên ăn. Nhưng mà hợ săn của bên tụi mình nó là chơi rất là đơn giản bạn. Hợ săn chỉ đơn giản là khi mà bị mọi người treo cổ thì mới móc súng ra bắn thôi. Hợ săn này dạng hợ săn ngầm các bạn, ví dụ như Tú đó là hợ săn mà mọi người lại vô treo cổ Tú thì trước khi chết móc súng ra bắn ai cũng được. Đúng rồi, chết chung cùng. Đúng rồi, chỉ được chết chung thôi chứ không phải hợ săn bá đạo của bắn ai là bắn. Ok, chúng ta còn chọn cha nha. Đầu tiên là ăn trước ha, rồi mọi người nhắm mắt lại hết cái nè. Nhắm lại hết nha, ai mở mắt làm chó. Hả? Còn thử ăn được gì ra một mình ăn nhìn thôi. Rồi mở mắt làm chó. Gâu gâu. Nhớ nha em. Rồi anh ơi. Rồi ok. Rồi ăn nhắm mắt nha, tiếp theo là tới Đại mở mắt ra nè. Nè bấm thử coi Đại được gì nha bạn. Cái gì vậy? Không thấy. Ok chưa? Rồi Đại nhắm mắt, Tú mở mắt nè. Xem Tú được gì nha bạn. Ok nhớ nha. Rồi Tú nhắm mắt, Toàn mở mắt nè. Coi Toàn được gì đây. Mình không cần đem bù bài, bạn cứ chơi bằng vòng quay vậy thôi. Toàn ơi, chào em rất quan trọng luôn nha. À, ok, không sao. Rồi tiếp theo là Toàn nhắm mắt, Đại mở mắt, là Hào mở mắt. Cái gì vậy? Hào mở mắt nè. Hào được gì đây. Lấy né cái em, rồi ok nè Hào, nhìn nha. Dạ. Rồi tiếp theo Hào nhắm mắt, Tổng khống mở mắt nè. Rồi để quay trước cái nè. Nhớ nha em. Rồi cuối cùng là bạn My. Nhớ nha em. Ok, cha của mình nhớ rồi. Ok mọi người, mở mắt ra. Rồi ok, nói chung là mọi người đều có vai trò của mình và cố gắng đừng có để lộ ra, để lộ không có vui đâu nha mọi người. Và để cho game này hấp dẫn thì chắc là mọi người đặt vô một xị cho nó vui. Và hai thằng đại của mình thì mình đầu tư ở hai xị. Đúng rồi, mỗi người một xị hết. Xin lỗi, tôi gom hết. Anh là chủ em xị. Em gom hết đưa nè anh. 5 xị đúng không? Dạ. 1, 2, 3, 4, 5.
Rồi nếu như hai anh đại mình mà thắng thì mình có 7 xị. À nếu như hai người thắng thì dùng người có 5 người thì 5 7 xị chia đều cho 5 người. Còn nếu như sói thắng thì 2 7 xị chia đều cho 2 sói thôi. Nếu làm sói là ngon hơn á. Đúng rồi, ai vô sói sẽ ngon hơn. Lực chơi ba sói thì bây giờ là cứ nhắm mắt là ngủ chứ là tiệt tối nha bạn. Rồi ok, đêm đầu tiên. Bảo vệ. Hãy dậy đi bảo vệ ơi. Bảo vệ dậy. À, đêm nay bảo vệ muốn bảo vệ ai? Mình cứ chỉ thôi nha. Đây đúng không? Rồi ok, bảo vệ ngủ. Rồi tiếp theo là sói dậy. Sói dậy. Tối nay bảo vệ muốn... sói muốn cắn ai? Này. Đúng không? Chốt không? Đúng không? Chốt à? Chốt à? Rồi ok, rồi sói ngủ. Rồi tiếp theo là tiên tri. Đêm nay muốn sói ai? Sói đây hả? Rồi, tiên tiên ngủ. Rồi, nông dân nè, già làng với hỏi săn thì đó là người thường, ngủ cả đêm nha bạn. Rồi ok, mọi người cùng mở mắt ra. Oh, nào. Rồi, té ra sao chết luôn ơi. Cái gì dối vậy? Cái nào biết chơi game đâu. Rồi, lên vừa ngồi luôn mọi người, xịn qua cái nào mọi người à. Cái game ba sói bạn biết sao không? Thằng nào nhiều chuyện là nó chết trước. Bởi vì bất công nó tranh cãi nhiều lắm các bạn. Game ba sói là chơi là nhiều chuyện là bị giết liền. Rồi ok mọi người tranh luận vì sao Hảo chết đi mọi người. Cái này là em nghĩ là tư phụ cái gì. Đúng rồi, tư phụ cá nhân. Thả là thằng này. Anh em với Hồng Yêu. Ủa anh em mà ta giết Hồng Yêu chi vậy? Toàn cũng không. Có thể lắm. Tại Toàn cũng hay ghét Hồng Yêu lắm. À, mình chỉ là một nông dân lão thôi, mình không có ý kiến gì hết. Rồi à, sau khi mọi người hỏi ý xong thì có ai muốn phát biểu gì em giơ tay cái nè. Hồng thì ngủ á. Có. Rồi Toàn phát biểu 30 giây bắt đầu. Ok, mình là nông dân lỏ. Hả? Rồi ai phát biểu đó? Phát biểu. Tôi cũng là một nông dân. Chị cũng phát biểu nữa. Tiếp. Không được rồi. Rồi không ai phát biểu đúng không? Quá ít. Rồi ok, chúng ta cùng bỏ phiếu. Ai bỏ phiếu gì không? Em bỏ phiếu thằng này. Em bỏ phiếu đại. Giả dạng nông dân. Rồi ai bỏ phiếu đúng không? Mọi người hãy tin em. Nông dân hai người lận. Thiệt tin nông tưởng dân, chúng ta có một nông dân, một già làng với lại một hội săn. Bỏ tới ba người là dân, một nông dân, một già làng, một hội săn. Tôi không, tôi cũng là nông dân nhưng mà là kiểu cao thấp một tí. Giả mạo đó. Ok chúng mày có ai heo Toàn không? Có. Rồi hai phiếu heo Toàn. Anh ăn hai phiếu heo Toàn, một phiếu heo Toàn nữa là sao? Là ít chi tiết nhưng mà Toàn nó vót túi nhưng mà thằng đại nó có một cái điểm lộ ở bạn, nó hai nông dân mà anh Lâm tuyên bố chỉ có một. Cho đi luôn. Quên. Hai giết chậm chứ không bỏ số. Rồi ba phiếu vô đại rồi, có ai bỏ phiếu đâu không? Đủ. Bây giờ ba phiếu rồi thôi. Không. Ai đồng bọn với nhau chứ vậy? Đồng bọn nè. Đồng bọn. Sao bỏ phiếu không? Em bỏ phiếu luôn đúng không? Rồi bạn Bi bỏ phiếu luôn vậy, còn mình Tú, tôi bỏ phiếu không? Tú. Anh nói thiệt. Rồi Tú không bỏ phiếu. À cũng sao. Rồi. Đại có 30 giây để biện minh. Mọi người à, thật sự là mình mới vô trồng đầu á, mình chưa có cái gì mà mình phán đoán được. Đúng rồi. Tại nãy tôi quên già thôi, chứ một nông dân thôi tôi biết được. Tôi cũng là nông dân á, nhưng mà kiểu cao hơn một tí thôi. Rồi, hết già. Ok, mọi người ai có muốn rút lại không? Thật sự, thiệt. Còn ba. Còn quá gà, tôi không rút. Hai. À, lý luận còn quá non kém. Giết. Không ai rút hết hả? Chỉ cần một người rút thôi là được hai mạng á. Đừng mọi người. Tôi sẽ nói năm giây cuối mọi người sẽ nói hẳn, tôi nói thiệt. Một, xong nó mua hai ba bốn năm đeo cổ đó lên kia ngồi luôn. Rồi ăn xịt vô cái nè, mới vòng đầu mới đeo cổ người ta rồi không có chứng cứ gì hết tự nhiên đeo cổ rồi, nhưng mà nó bị nó bia cái gì ta, nó bình luận kiểu không hợp lý. Vòng thứ hai mình giết vẫn được mọi người như vậy hối hận. Rồi ok tất cả mọi người ngủ. Rồi bảo vệ dậy, bảo vệ dậy, bảo vệ ơi dậy. Rồi đêm nay bảo vệ không, bảo vệ ai? Rồi bảo vệ ok. Rồi cảm ơn bảo vệ nha, bảo vệ ngủ đi. Rồi tiếp theo là sói dậy, đêm nay muốn giết ai? Rồi sói này đêm nay giết này nha. Rồi ok sói ngủ. Tiên ti dậy, đêm nay muốn tiên ti ai? Rồi vậy là chúng ta còn ba nông dân. Rồi ngủ. Rồi tất cả mọi người dậy. Rồi đêm nay Tú bị bóp cổ. Chết rồi, bị sói cắn rồi, em lên kia nằm luôn. Lên kia luôn. Qua luôn sẽ vui quá. Lâm đi anh. Thẳng đi. Lâm đi anh. Lâm đi anh.
Ok, đây. Đừng đợi, ai muốn phát biểu giơ tay, mọi người có 30 giây. Hôm nay ai còn già làng, ta cho hỏi là ai già làng vậy? Gì chơi chứ hỏi cha. Ôi, chơi bạn sói à, bạn đừng moi móc không tin gì hết. Giết người đó. Không có chơi hỏi cha, bây giờ ai muốn phát biểu? Không, tại, lên. Tại em hỏi nó coi để biết. Rồi em có 30 giây, bắt đầu. Mình thì mình muốn hỏi để mình biết rõ hơn. Nhưng mà hồi nãy là thằng Tú bị cắn chết là chắc không phải là thằng Tú, là không phải là già làng rồi. Vậy là già làng vẫn còn sống. Tại vì nếu mà già làng chết rồi còn hai là hua rồi. Hai sói hai người là hua rồi. Già làng có hai mạng lận. Rồi lập luận của bạn rất là hay, bạn được 10 điểm. 10 tên 12 điểm. Rồi hết. Rồi có ai phát biểu đâu không? Không. Nói đi anh. À đây là nông dân đúng không? Đừng có giờ tin. Nhưng mà tin đây. Người trang chính. Rồi con này là không thể nào mà nó giết con sói của nó được ạ. Thì chỉ còn một người cuối cùng thôi. Đó chính là Vi. Hậu khoan, anh đặt cái gì chứ? Em bỏ phiếu cho Vi. Từ từ. Em tin. Từ từ. Em tin Mi. 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 Không phải, em không phải là sói, em phải là sói mà. Ủa tiên tri đâu ta? Không lẽ tiên tri chết rồi. Có lúc nào là Tú tiên tri chết ngắt không? Ok chưa? Rồi mọi người. Hết giờ, chúng ta cùng bỏ phiếu. Khổ quá, khổ quá. 5 4 3 không tin gì hết ta. 2 1 hết giờ, nhiều chuyện ngủ. Ai chơi mà chơi không chịu bỏ phiếu gì hết thì ngủ. Rồi. Bảo vệ vậy, bảo vệ ơi. Bảo vệ. Rồi đêm nay bảo vệ ai nè? À bảo vệ. Rồi ok, cảm ơn bảo vệ nha. Bảo vệ chết ngắt rồi. Tự nhiên ngứa cái cổ. Rồi bảo vệ ngủ nha. Rồi Tiên Ti vậy. Tiên Ti đêm nay muốn soi ai? Rồi Tiên Ti ngủ nha. Rồi soi vậy. Đêm nay muốn giết ai? Ai chỉ là ai? Ok rồi ngủ. Ok mọi người vậy đi mọi người ơi, xong rồi. Đêm nay không ai chết hết. Khả năng cắn trúng già làng rồi. Này không minh nè, được á, tốt em. Vậy là em già làng rồi, ai à? Rồi, ai muốn phát biểu giơ tay, không được nói sởm nữa. Ai phát biểu? Rồi. Có hỏi em là già làng và em đã bị cắn trúng rồi. Em chỉ còn một mạng thôi. Tại sao anh đã nói anh có thể chứ, tại sao anh không phải là chắc chắn là già làng? Có thể sao mà anh nói anh có thể thôi. Mọi người cứ đa nghi đi. Cứ đa nghi đi. Rồi ok mọi người, có ai muốn phát biểu giơ tay lên. Em nha. Em phát biểu 30 giây của em. Từ từ nè, đúng 30 giây nè, mấy con ăn vàng lắm. Mỗi hàng 30 giây nha. Dứt. Rồi mình nhận mình là già làng. Và mình nghĩ là sau cái tour hồi nãy bị cắn mà chưa chết, là mình nghĩ chắc có thể là sói cắn mình rồi. Và mình chỉ còn một mạng thôi. Nên mình nghi là ở đây ai cái gì xưng hô đi, cha nào xưng hô đi. Tôi nông gia. Chưa tới lượt. Nó đâu vậy? Em chưa bao giờ. Em nói 30 giây, em còn 10 giây nữa. Thằng Toàn á là có thể là nó đã giết. Nó có thể là nông dân hiệt mà ở chung phe với em. Và em chỉ nghi còn hai người thôi, Mi hoặc là ông tổng thống Beret. Chuẩn bị là 3 giây. 2 1 hết giờ. Không cần trả lời. Em rồi, mọi người có 30 giây mà cứ nói gì kệ đó. Rồi, tiếp theo là Beret nha. Tiếp theo là bấm rồi dứt. Thì theo phân tích của anh thì chỉ còn lại đúng một người cuối cùng. Là con đấy rồi đó. Không cần nói gì đâu, không phải là sói đâu thiệt. Không có, để mình tổng thống nói thôi. Theo phân tích của anh với lại theo dữ liệu của hiện tại là em là gì thì em biết. Với ta với Toàn là nông dân là chắc chắn rồi. Thì chỉ còn lại người cuối cùng là sói, là chính là mọi người có thấy nghi ngờ không? Mọi người... Rồi hết giờ. Ok mọi tiếp theo người... là ai? Em. Rồi em có 30 giây, bắt đầu. Mọi người có thấy nghi ngờ không? Nãy giờ anh gì quên rồi. Anh tổng thống về rét. Tổng thống đúng rồi, anh đỉnh thật. Tổng thống nãy giờ thấy nó có một cái gì đó rất là gọi là mâu thuẫn á mọi người, mâu thuẫn á. Là kiểu như là vùa heo đúng không? Nó là mâu thuẫn. Hồ heo, hồ heo. Nên là kiểu là em nghĩ là anh tổng thống là sói. Em hết rồi. Hết rồi em ơi. Chừng nào ai bỏ phiếu cho em thì em mới được cãi. Rồi còn 4 giây, 3, 2, nó dưng luôn hả? Rồi cuối cùng là Toàn, Toàn cũng phát biểu không? Vậy em gió chiều nào heo chiều đó. Rồi bây giờ ngay bắt đầu. Để bỏ phiếu cho em mà, thì em phải được. Đúng chưa, từ nào bỏ phiếu cho em kìa, từ từ. Rồi ok, chúng ta đến với vòng bỏ phiếu. Tôi cần một người. Rồi một để bạn à, hai bạn chơi nhau rồi, hai bạn chơi nhau. Giờ này chích ngắt rồi. Ba. Em nghi ngờ anh tổng thống lắm rồi. Để giờ đây. 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 Chuẩn bị hai bạn đang bớt nhau nè, hai bé này lẹ nè. 5
bốn. Em theo chị này luôn. Rồi hai bạn con này, còn An cuối cùng là An. Em bỏ qua. Hả? Em bỏ qua là sao, đâu được bỏ qua cuối rồi. Dạ em không vote, em không vote. Không, cuối game phải vote. Cuối game phải vote. À vậy em vote tổng thống. Toàn và VNS bỏ phiếu My. My và An bỏ phiếu tổng thống, vậy là hai đều. Nhưng mà chúng ta còn có đặc quyền, nếu ai là già làng sẽ được bỏ tới hai phiếu luôn á. Và chúng ta lộ cha già làng nè. Rồi, vậy là My được 3 phiếu. My được 3 phiếu, My có 30 giây để biện hộ, bấm. Không ơi, em không phải là sói mọi người ơi. Em không phải là sói đâu, mọi người tin em đi. Em không phải là sói đâu, em hiền như sao sói đâu, không phải. Ok, rồi, còn 20 giây, còn 20 giây. Không, lộ già làng nó đẳng rồi. Mình lượn đi. Chứ lỡ này sói, này sói sao. Đúng rồi, nãy giờ toàn là chỉ hai bạn em không ạ. 10 giây, 10 giây. Chính. Em cũng nghi ngờ hai người này lắm nè. Nhưng mà ý là em nghi ngờ là em nghi ngờ anh Toàn hơn. Hết chưa? Rồi ok, hết chưa? Có ai muốn rút lại không? Không. 5. Không, em không rút. 4. Em thấy anh Toàn nghi ngờ. 3. Nãy giờ là anh Toàn là chỉ từ đầu đến bây giờ luôn á. Em rút được không? Cái đó là em rút được không? Không. Nếu em đẩy qua bên kia em được rút. À. Vậy em đẩy qua kia không? Không. Rồi ok. Chó kèo bạn My chết. Và game này phe dân làng đã chiến thắng rồi. Bạn My là sao? Ủa? Ủa? Vậy mà em tự xin em ra em. Anh tin em là em nói nó cái dữ liệu đó rồi chứ gì nữa. Là em nói chỉ con gia làng thôi. Thì thằng anh là nông dân rồi thì chỉ con đấy thôi chứ gì nữa. Thì ra tôi đã bảo vệ một con sói. Tôi đã bảo vệ một con sói. Ai là sói nữa hả? Anh Đại. Đại với thằng Hào này tôi biết liền á. Giờ mới vô hang nào giết em là biết liền. Rồi ok, Đại với My là sói. Vậy là 700k này chúng ta sẽ chia cho phe dân làng là 5 người. Là mỗi người được 120.000. Thấy chưa, tù là được 200 à. Tù bị hao luôn, ngon quá. Nói chung là ma sói nó rối rối như vậy bạn. Nhưng nếu bạn chơi ngoài đề hợp thì nó sẽ rất là vui nha các bạn. Còn chơi tin game bây giờ thì editor cắt bỏ được các kiểu là điểm rất là nhiều. Nhưng nếu như bạn yêu thích, các bạn like mạnh tay, có thể sẽ có tập 3 ma sói ngoài đề hợp. Tụi mình sẽ chơi những cái tập đầu tư được các kiểu nha các bạn. Ok, bây giờ thì đi ngủ thôi mọi người ơi. Ok, bây giờ thì mình sẽ quay chỗ ngủ từng người. Đầu tiên là đây, trải nghiệm em. Có lẽ đêm nay là một giấc ngủ không ngon. Tôi mắc 100.000 rồi, tôi quá cay rồi. Sói hay kia sói gà chứ em. Tôi sẽ đi ngủ, thật ngon. Nói chung là liều của ông Đại nhìn khá là hời hợt luôn các bạn, rất là to. Còn liều của ông Hào nè, nhìn cũng khá là ok luôn các bạn. Nhưng mà... đây hoàn toàn mệt chứ cát. Cái liều này là mình xin tự giới thiệu là cái liều buffet. Tối nay em sẽ đẩy mỗi một buổi buffet. Còn nếu mà tối ngủ mà lỡ cái chân mà nó ngứa ngứa đá vô đây nữa thì cái cây rất sướng nữa để... đập vô đầu đúng không? Ngủ ngon. Không, cái này để dành múa cọp vậy. À vậy hả? Trời ơi, dẻo quá vậy. Cắt chưa, cắt chưa. Ôi, vậy ta cháy được đó nha. Thật ra là anh bao chục năm múa cọp em. Ghê vậy. Ê, anh ơi, em quên thôi. Được rồi, nét hai cho tôi. Rồi, tiếp theo là bạn My. Wow, thì mình đâu cần mở đâu các bạn. Nó trong suốt mọi người ơi. Em là liều ngàn sao. Lần đầu tiên cắm trại mà em được cái liều ngàn sao vậy là quá ok. Em vừa ngủ vừa cắm sao luôn á. Dạ đúng rồi, quá cười. Mà sao tự nhiên đóng giá cái này thú vị quá. Đóng lại vô con mũi vô nha. Rồi, đây bé nào đây? Bé An. Liều này anh nghe nói là nếu mưa là thấm nước á em. Ừ, anh chơi tút hết căng được body hơn. Liều tiêu gửi. Ừ, liều chua chát. Còn cái gì đây? Wow. Gì giống cái đạo Thiên Chúa chúng ta tới Giáng sinh mình có làm cái hang phục sinh đúng không? Em theo đạo gì em? Em không theo đạo gì. À vậy em biết cái đạo phục hang phục sinh là hay. Này quay gần vô trong. Ôi nhìn. Wow, như hang động luôn các bạn ơi. Rất lời hưởng luôn. Em có cái gói hả? Dạ, em có một cái gói. Em có bao giờ trải nghiệm sinh tồn không? Mà nay làm liều đã quá hả? Dạ, chưa bao giờ. Cái này thì có sự giúp đỡ của anh. Có ăn giúp đỡ hả? Dạ. Này đóng cửa được không ta? Được luôn á. À, chứ cần cụp cái cây này xuống là cụp xuống luôn đúng không? Nhưng mà để này cho nó mát. Ví dụ như mình muốn là mình chỉ cần bẻ cây xuống là mình cụp xuống không? hay. Hợp lý em. Dạ. Nếu ngủ mà lạnh thì cụp xuống hả? Dạ, dạ. Ok, còn mình thì qua là dùng đại ngủ đây các bạn. Hoài. Đi heo hả? À,
Nói chung là làm ekip nhàn đó bạn, cứ chỗ đầu trống thì mấy đính ekip cameraman thường cứ chỗ đầu trống thì cứ làm nha. Ok. Ok, chúc mọi người ngủ ngon. Cái gì nữa vậy? Rồi từ sáng các bạn ơi. Lều này ngủ vời lắm nha. Rộng rãi hơn mát. Ổ nào hả đại? Ổ hả? Hello Kitty. Quay. Ngon câu. Quá ngon rồi này em. Mười mấy đêm? Mười đêm. Còn đặc tính của cái liều trong suốt này là nó sẽ bị bám hơi nước nha bạn. Mấy giá rồi mấy. Ok không em? Hả? Ổn không? Ổn hả? Còn liều ăn nó bám nước quá trời luôn đấy bạn ơi. Nhẹp luôn kìa. Ăn ơi. Giọt nước em. Không anh ơi. Ngon hả? Dạ cũng ngon lắm. Vậy là còn tổng khống Eret nha các bạn. Ngon rồi. Xinh lẹ luôn. Hello. Hello anh. Lúc qua cũng được không? Dạ được anh ơi. Được hả? Nhưng mà lâu lâu còn mấy con muỗi nó có hỏi thăm một tí. Anh có sức spell được mà. Dạ. Ổn không? Cũng ổn nhưng mà có mấy con nó bay qua đây thì em vả nó luôn. Bay vô tai hả? Rồi, buổi sáng thì lại tiếp tục ăn sáng nha các bạn. Buổi đấu giá ăn sáng hôm nay thì mỗi người sẽ được mua một món thôi nha. Đấu giá công khai luôn nha các bạn, để cho mọi người trả giá cao cao miếng nha. Là... chúng ta sẽ có món cá hấp nè, há cạo hấp nè với lại lá chuối hấp. Đầu tiên thì mình sẽ đấu giá món dễ ăn nhất nha. Há cạo hấp. Này em nghĩ là hấp dẫn nha. Đúng rồi, mọi người ra giá mọi người. Có thể buổi tối là mình không có tiếng nói chung với mọi người ha. Nhưng mà sau khi tối mình thấy những đại gia đã chung quá là nhiều tiền rồi thì mình quyết định mình trả món đó 750. Khô máu hả? Dạ. 800. Vậy 750 mới đây 800 rồi nè. Này anh để em cùng mình trước. 800. Sao vẫn còn nhiều tiền? Trả giá hơn 800 không? Sao vẫn còn nhiều tiền quá vậy? 900. Còn nhiều lắm. 900. 950. 950. 950 hả? Thì chịu chín. Rồi rưới lên nè. Rồi hiểu khớp em. Gạo rồi ha. Lắm xảy. Đúng là người có tiền có khác. Đúng rồi. Ngon nó chặt kiếp. Ngon kìa. Nước tương mà xịt gì đó không chắc mặn chắc chết. Không mặn, nước tương đâu mặn đâu. Ok, chúng ta đến với món thứ hai. Món này là món lá chuối hấp nha. Lá chuối hấp nghe lạ vậy anh. Trong cái lá chuối hấp này chúng ta sẽ có cái này nữa bạn. Cái này là gì anh? Trời. Hình như là bánh bột lọc á. Bánh bột lọc, bột ngon nha. Bên trong thì nó sẽ có tôm thịt nè bạn, tôm với thịt. Rồi trả giá mọi người, bánh bột lọc. Mức giá khởi điểm 750. Ủa là không? 720. Như một thói quen. 750. Ủa hình như là bên đây 750 là mát rồi nè, bên đây 720 là mát nè. Học bên đó 950 là ngay rồi. 1.2 lần. Chịu 3. Chịu 3. Trời ơi vẫn còn người có tiền kìa. Chịu 3 lần chậm hết rồi. Chịu 3 là thứ nhất. Chịu 3 là thứ hai. Rồi tính ra là người 1.3 là cao nhì ở đây rồi hả? Dạ. Ai? Em 1.3. Bánh lá chuối của tôi. Tiền sao cho múc. Ủa nó tính ra nó còn. Em còn 20 của anh là em ấy luôn á nha. Gọi này em chỉ ăn 50 giùm em. Trả ăn 50 nữa. Còn đó em bò luôn. Nó còn dư hết luôn. Bò hết luôn. Là trả ăn 50 thôi, 50 ăn. Em vẫn chơi mà. Anh càng ngày càng nhiều tiền nè. Ghê vậy hả? Tôi sáng ngon miệng. Xin phép được sử dụng. Có nước mắm á. Không lộn, này nước này của cá. Bỏ xuống luôn. Anh ơi, cái này ngon quá. Kiểu nó có cái mùi của thịt bằm y như của mẹ nấu luôn các bạn. Hả? Còn này à. Mẹ biết làm cái này hả? Không, kiểu cái thịt bằm ở trong đây anh. Con này là như cái thịt bằm ta. Nè nè. Thịt bằm ở dưới anh. Tôm với thịt, tôm thịt. Y như là của mẹ làm. Rồi. Rồi, chúng ta đến với lại món thứ gì qua này, thứ ba nha các bạn. Mì ý sốt kem cá hồi. Làm nhanh luôn, giá khởi điểm 750. 750. Ấy nhầm, 720. 1.1 triệu luôn kìa, khô máu kìa. Bỏ qua trong cái hộp bích liền.
mỗi người mua được con món xong cái bít nghỉ ăn luôn á. Ủa hôm nay không ai có hơn 1 triệu luôn hả? Vâng, tụi em nằm ở dưới tầng lớp hấp tiếp nữa rồi nè. Nhìn thấy thấy hấp dẫn đó. Không, không ngon đâu. Hành kìa. Mình nghĩ sốt. Sốt kem cá hồi. Ngon không? Sao? Sao? Vừa miệng, vừa miệng. Giống như là ở nhà nấu vậy đó mọi người. Vậy hả? Vậy hả? Ok, chúng ta mới đến với món thứ thứ tư nha bạn. Cơm nè, cơm này mình hấp lên nha. Nè, nó bắt đầu mình lột rồi kìa. Cơm Nhật, cơm Hàn gì nè. Đó. Hấp lên. Hả? Thảo nó ăn vậy em mè mà. Không, em đang ngạc nhiên á, nhìn món ăn hấp dẫn quá anh ơi. Ờ. Trời, cái gì nó vậy? Trời ơi. Hấp dẫn không? Bỏ con cá lên nè. Tờ đèn cá phơi mặt lợn nè. Nhìn nè. Đó, oh my god. Trời. Rồi, ra giá đi mọi người. À, nãy giờ chưa thấy tổng thống ra giá cho. Ba xì. Ba xì. Em có ba xì hả? Ba xì. Bốn xì. Bảy xì. Cái này chắc phải tước quyền thi đấu quá. 720. 720, em còn không? Không. Hết rồi. Vậy hụt về ăn rồi, 720. Đang full mà rồi. Đây. Hỏi thôi. Là nhiều 800 hả? Không, 720. Hả? 720 mà hỏi khói là sao? Như một thói quen. Ghi biểu thử coi ngon em. Ok anh. Trời ơi, sáng sớm dậy hức dậy ở ngoài biển mà ăn một tô cơm như thế này thì rất là chắc bụng luôn. À, cái bột của Lâm gắt lên đó. Nó mặn mặn ngọt ngọt chứ nghe mùi trong biển được lắm. Ăn thử cá này cá gì anh Lâm? Cá cơm. Anh không biết đó em ơi. Cá anh mới bắt về biển á. Không muốn. Trời ơi, very good. Ngon lắm, thiệt. Mọi người nhìn đừng có bao giờ mà đánh giá món ăn ở ngoài bề ngoài. Dạ, dạ. Nó ngon lắm. Dạ, dạ. Y như là nó thiệt ở mẹ em ở ngoài Nhật nấu cho em ăn vậy á. Hả? Rồi chúng ta đến món cuối cùng. Ủa tao không biết có nhiêu tiền em? Em còn 606. Rồi anh thì làm món 686 cho em. Trời ơi món anh thì ở nhà sớm mơ anh hay chiên cơm lắm, cơm anh tự chiên luôn. Bây giờ hôm nay bây giờ anh sẽ chiên cơm cho em ăn. Wow. 607 anh ơi, em liên giả. 6.7 ha. Rồi, dạ. Ok, tiền tao cho bút này là món tự làm nha. Xào lên nè. Nghe mùi vậy đó. Để giờ nó nóng lên cái em. Trên đầu cái bếp thì sao nè. Trời ơi, lửa bốc liên tục luôn. Không, cái đó cùm nướng. Chậu lửa bốc ra. Rồi. Vô đầu bếp, nóng quá. Mà tình chiếp. Rồi. Cơm chiên viên châu. Cơm chiên viên châu. Nè, khuyến mãi cho em nè. Cơm chiên châu. Khuyến mãi thêm một con cá muối nữa nè. Em cảm ơn anh luôn. Rồi, đấy chỉ là món cơm của anh Lâm chiên để mình thưởng thức coi như thế nào. Chấm điểm thiệt cho em. Dạ dạ dạ. Ngon thì nó ngon, dở thì nó ngon nha. What the hell? Ăn thêm con cá trứng thôi là đúng bài luôn á. 11 điểm không? Rất là ngon luôn mọi người. Ngon như cơm ban đậu vậy đó. 10 điểm. Rồi anh em ai cũng có quà, mỗi người một chai nước hoa quả. Wow. Đúng, đúng giá nữa chứ. On in hết rồi. On in hết đúng rồi. Rồi dứt nè mọi người ơi. Nắng đây. Happy birthday. Oh, sure. Yeah. Happy New Year. Happy New Year. Nước này ngon ta. Đỡ hơn mấy cái nước kia. Nó ngọt ngọt. Nhìn cái trong hình là thấy có nè, nho nè, thơm nè, cam nè, kiwi nè, súp lơ nè, cải bắp nè, chuối nữa nè, nói chung là các loại rau củ quả. Ô mình lần đầu tiên cắm trại hay sao của người ta? Dạ đúng rồi, lần đầu tiên cắm trại. Cảm giác trải nghiệm sao em? Rất là vui, với lại có nhiều trải nghiệm. Chắc là có thể là chắc đi cắm trại lần thứ N. Em cắm trại là thứ mấy rồi hả? Em thì cắm trại cũng được là mười mấy, hai ba chục lần. Giờ sao? Chung là dạo này cũng có kinh nghiệm đấu trường rồi. Rồi cảm ơn em Phát Quỳ nha. Anh sẽ Phát Quỳ. Hãy xin tồn chích ngắt. Rồi Vanessa sao em? Sau 5-60 lần xem clip cắm trại của anh Lâm thì cuối cùng mình vừa được đi cắm trại ở ngoài đời thật. Mình thấy quá tuyệt vời luôn. Còn mà vô cái liều mà hấp nhất nữa là sao em? Em thấy nó vẫn là happy. Mà happy hả? Mà không áp hả? Đây lại là phải cho là bằng lá luôn kìa mới happy được. Ok, nói chung là tụi mình kết thúc video tại đây nha bạn. Nếu hôm nay là tập 3 cắm trại hết bài. Nếu nhiều bạn nhắn like video đạt 300k like thì tụi mình sẽ làm tiếp tập 4 nha bạn. Rồi, cố gắng tìm khách mời và các kiểu để cho có một cái luồng gió mới tương tác gì đó lạ hơn nha.
Ok, tạm biệt các bạn, nhớ đăng ký kênh nữa nha. Chúc các bạn beautiful day. Là một ngày thật là beautiful day hả?